trên quan em phải gối lên trên. Đổ đầu một cái à. Ờ, hai bằng áo bảo rồi. Đi về không đi nó chán hết rồi. Có còn nữa. Đầu mà cái vừa lấy cái chiếu mua rồi về. Chiếu ớ. Chiếu nằm sát đất chứ phổ chết. Ủa, thế là nằm. Giờ này ăn cơm ngon á. Nó còn kiếm cái miếng canh hay gì nữa. Có cơm ăn quấn và bỏ canh nữa cả. Ăn cơm ở ngoài mà ông giảng lan đó dễ 20 cơm thêm miễn phí á. Rồi mà thêm đó. Cũng mà đưa lý chị đó. Ừ. Mình múc hai dĩa luôn thêm. Ăn còn 4 lần dĩa. Giờ nãy giờ ăn xong rồi chắc cũng 8 mấy đó anh. Còn giờ này đói nữa. Mấy cái bầu tử bị cái gì vậy không biết không. Ngồi quấn cảnh cắt lơ này ăn nhiều mà nó mập nói rồi. Ăn dễ hấp thụ. Nào anh rảnh đưa cho anh xe anh đi nhiều anh siêu âm thử cho anh đập phòng cũng lãi gì cũng không lãi nói bữa hổm bà giờ bà Trinh mới cho uống rồi mới đưa uống lãi cho uống à là củ hỷ vậy uống thường thường thôi rất là độ không lãi chứ ăn cũng ghê ăn như quỷ ăn. Có rồi, em xem teo quá, ba cái ngồi Việt Nam muốn ngủ nắm mắt rồi, ổ to rứng lên. Đi về quê làm gì vậy con? Dạ, ở nhà không rồi. Rồi ổng ra ổng rồi đâm mà kém ai là gì nào đó. Ảnh cũng ghê lắm đó chứ. Nó mấy vụ vụ rồi, bà nội dắt luôn chạy đó. Ngồi gắt cái bụng bầu cũng nhỏ đầu luôn há nè nữa. Thấy mình mới làm đấy, giờ thì nghĩ làm cái gì. Chụp hình rồi là up lên Facebook rồi. Cơm mà ăn cái chảo mà chồng đăng lên đó. Chồng chồng em nó like dữ lắm. Ờ, chào mẹ, chào cho Thấm. Gì, tao thiệt hả? Từ từ, chào cho.